trọng tài Qatar nói gì sau khi từ chối penalty của đội tuyển Việt Nam? Trọng tài người Qatar Rahman Ibrahim cho rằng ông đã quyết định đúng khi từ chối quả phạt đền của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có trận thua đáng tiếc 0-1 trước đội tuyển Australia trên sân nhà Mỹ Đình tối ngày 7 tháng 9 tại lượt trận thứ 2 bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với cú đánh đầu thành bàn của Ryan Grant ở phút thứ 43. Cũng chính hậu vệ cánh phải này đã để bóng chạm tay mình trong vòng cấm của đội khách khi tay anh làm cho thân hình phình ra bất thường khi ngăn cản cú sút của Nguyễn Phong Hồng Duy vào phút 28. Tiếc cho đội tuyển Việt Nam khi trong tình huống này, trọng tài chính Adumra Rahman Ibrahim Al Yassim sau khi tham khảo ý kiến từ tổ VAR đã từ chối quả phạt đền của đội chúng ta. Sau khi trận đấu kết thúc, vị trọng tài này đã đăng tải video tình huống sút bóng của Hồng Duy lên mạng xã hội Facebook và khẳng định ông đã có quyết định đúng đắn. Tôi đã xem lại tình huống này, tôi không thể đưa ra một quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ quyết định của mình là chính xác. Vì vậy, tôi mong người hâm mộ Việt Nam hãy tôn trọng quyết định này. Rahman Ibrahim viết, vị trọng tài Qatar khẳng định trên Facebook rằng ông đã đúng khi từ chối quả penalty của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã bình luận gay gắt và cho rằng trọng tài Rahman Ibrahim đã đưa ra một quyết định sai, khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thua trận. Chịu quá nhiều chỉ trích, trọng tài người Qatar sau đó đã phải khóa trang Facebook cá nhân. Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan cũng tỏ ra rất quan tâm tới trận đấu giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt là tình huống gây tranh cãi ở phút thứ 27. Tờ báo này chia sẻ bài đăng của trọng tài Rahman Ibrahim trước phản ứng của các cổ động viên Việt Nam.